Thầy ơi, Ơi con. tắt xe kiểu gì ạ? Bài này là bài của Thu Hồng mà. Con ấy nhầm ạ. Con ấn F5 thôi mà. Con ấn nút Escape ở góc trái màn hình đi. Cái nút ESC ấy. Cạnh cái nút F1 ấy. Con ấn rồi ạ. Thầy vẫn chưa thấy con di chuột, thầy xem nào. Ok, con tắt xe được rồi đấy. Thầy để con một chút để con rời phòng xem như Này nào. là bài của Tường Minh. Phát hiện Bảo Ngọc lấy bài của các bạn khác nhá. Lộn nhá. You are exposed, Bảo Ngọc. You're holding your friend's presentations. What is going on? Thầy đợi con một tí ạ.